chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm vườn xoài nhà mình. Đang mùa ra quả, rất là thích luôn. Đây nè các bạn, trái quá trời trái luôn nè. Đây là giống xoài Đài Loan. Mình bao quả lại để cho nó khỏi bị ong rùi đục trái hoặc là những cái con nó làm cho xấu cái quả đi, và để hạn chế được cái phun thuốc bảo vệ thực vật để cho trái được an toàn đối với những người khi đến tay người tiêu dùng. Thì cái bị này, cái bao này thì tầm 80.000 100 cái. Bây giờ thì mình cùng đi xem ha. Đây các bạn, ở video clip trước cách đây cũng tầm hơn 2 tháng thì tụi nó mới vừa ra bông thôi, mà bây giờ thì là tụi nó đã ra trái rồi. Trái rất là to luôn, rất là nhiều luôn. Một chùm có khi tới 3-4 trái luôn, má mình phải hái bớt hết rồi đó. Nó rất là nhiều luôn. Nè, như chùm này vụt cành luôn nè, thấy không? Những cái trái ở ngoài thì nó sẽ bị bọ trĩ ăn nè, nó xấu hơn, nó sẽ bị xuống cái loại 2, loại 3 thì nó bán sẽ không có được tiền. Cây xoài này cũng là cây xoài Đài Loan đó các bạn. Do là khá nhiều trái nên là trái nó cũng nhỏ. Tầm bình thường là nó rất là to, rất là bự, tầm hơn cả ký một trái luôn đó các bạn. Xòe xuống kẻ dưới đất luôn, phải chống bằng thang lên, chống bằng cây lên. Có rất là nhiều lứa trái trên cây, bao gồm có hoa nè, rồi trái non, rồi trái 1 tháng tuổi, trái 2 tháng tuổi. Quá trời quá đất. Xoài Đài Loan thì rất là dễ trồng, dùng để ăn sống, ăn xanh đó các bạn. Nó có vị rất là ngọt, năng suất rất là cao, ra hoa thì đậu nhanh, nhiều thôi không có gì hết. Nhưng mà tầm giá bán thì nó lại thấp. Mùa nào mà nó được ngon nhất là tầm được 20-25 ngàn một ký, còn bình thường thì 10-15. Trời luôn vậy, thấy bạn ở trên cao quá nên má mình không có bao lại được kìa. Đi ra vườn ngày nào cũng ra vườn thấy sai kiểu kịch gì là thấy thích rồi ha. Đây là xoài Úc nè các bạn. Tới tuổi con gái thì nắng sẽ làm cho má hồng hồng như thế này đây. Thì những cái trái ở ngoài nắng nhiều, chiếu nhiều thì nó sẽ có màu ửng hồng, trái hình tròn. Và xoài Úc thì nó đậu chừng một hoa một trái, một hoa hai trái, ba trái là cao thôi, không có nhiều, không có sai như là xoài Đài Loan. Thì xoài Úc hiện nay là đang là giống chủ lực của Cam Lâm. Nhìn những cái trái treo lúc liễu thấy thích ha. Mình rất là thích ăn xoài Úc bởi vì nó có vị ngọt nhẹ nè, dẻo và thơm. Thường hay bỏ ngăn đông tủ lạnh làm kem xoài. Trời ơi, nghĩ tới đã thèm rồi. Ăn sống thì rất là chua nha các bạn. Này chỉ để ăn chín. Thì cây xoài nhà mình đây cũng có rất là nhiều lứa bông, rồi đậu trái nhỏ, trái lớn. Nói chung là ra hoa nó cũng không có đồng loạt lắm. Thì xoài Úc là cái xoài mà được giá nhất trong tất cả các loại xoài. Thường thì nếu mà trái vụ thì cả 100 ngàn, 65-70 ngàn một ký. Hiện tại ở đầu mùa ít trái như thế này là đang giá 65 nè các bạn. Vào vụ thì đẹp 50-30. Loại 1, loại 2 thì tầm 15-20. Nói chung là nó đang là loại có tiền nhất trong tất cả các loại xoài. Đố các bạn đây là giống xoài gì?
bao cái rồi làm sao mà thấy được ha. Nhìn lá cũng đoán được nè. Đây là xoài Thái Lan ăn xanh nha các bạn. Năm nay cây xoài này ra trái rất là nhiều luôn. Xoài này thì khi sống, khi còn non nó cực kỳ chua, nhưng mà khi già rồi chín thì ăn rất là ngọt luôn. Nó đang là hot. Ở vườn mình thì có tầm 2 cây thôi. Ở đây mình ghép lên cái xoài bùa trắng nè. Đây là một trong các loại xoài mà mình để giới thiệu cách phân biệt 9 loại xoài đó các bạn. Này, giống này là giống cũ rồi. Hồi xưa, cách đây cũng vài chục năm, 20-30 năm thì cái giống này thịnh hành. Sau đó thì nó loại dần, trồng những cái giống ngon hơn. Thì cái xoài Thái này của mình thì ghép lên cái xoài xoài bùi xanh đó các bạn. Trái quá trời luôn, hồi năm trước thì ít hơn, nhưng mà năm nay thì quá trời quá đất luôn nè, thấy không? Bạn mình rất là thích ăn xoài này. Chưa gì hết là đã đăng ký là để dành rồi, tới mùa là tha hồ luôn. Thích ha. Người nông dân thì chỉ có niềm vui là được nhìn thấy cây trái với mùa thu hoạch, được mùa rồi được thêm giá nữa thì quá tuyệt vời ông mặt trời luôn. Còn đây là cây xoài Đài Loan đỏ các bạn ơi. Đài Loan đỏ và Đài Loan xanh. Thì Đài Loan đỏ nó có màu sắc là màu đỏ như thế này đây. Nó cũng để ăn xanh luôn các bạn. Nhưng mà một số bạn thì nói là Đài Loan đỏ ăn có cái vị mủ rất là khó chịu. Nhưng mà một số bạn thì khen rằng nó có mùi thơm và chín thì cũng rất là ngon. Ở nhà mình thì chỉ có một cây duy nhất thôi, vì nó cũng giá nó cũng rẻ, nó cũng rẻ tương đương với giá của Đài Loan xanh. Nhưng mà thị trường thì ít ưa chuộng nên là cũng có một cây trồng cho vui thôi. Thì đa số là cái cây này trái để tặng bạn bè. Mình rất là mừng vì mình rất là vui khi là giới thiệu những cái giống xoài ở nhà mình, gồm có Đài Loan xanh, Đài Loan đỏ, xoài Úc, xoài Thái ăn xanh. Và chắc là còn hơn một tháng nữa thì là sẽ thu hoạch. Nếu các bạn nào có dịp ghé nhà mình thì mình sẽ cho các bạn thử các cái giống xoài nhà mình có ha. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.